em hãy cùng với cô tìm hiểu về em nha, xem em là cái gì mà nó được sử dụng như thế nào cùng với cô ha. N is a conjunction, a linking word. À, N là một liên từ, là một từ dùng để liên kết ha. We can use it to join two sentences together to make one sentence. À, chúng ta sẽ sử dụng nó để nối hai câu lại với nhau để tạo thành một câu ha. Rồi bây giờ hãy cùng với cô tìm hiểu về hai bức tranh trên này nha. The horse is big. It's bigger than the donkey. And it's bigger than the sheep. Rồi cùng với cô đọc lại một lần nữa ha. The horse is big. It's bigger than the donkey. And it's bigger than the sheep. Alicia is bigger than Jenny. And she's louder than Jenny. Alicia is bigger than Jenny. And she's louder than Jenny. Rồi bây giờ cùng với cô dịch ha. Con ngựa thì bự, nó thì to hơn con lừa, và nó cũng to hơn con cừu nữa ha. Alicia thì lớn hơn Jenny, và cô ấy thì cũng ồn ào hơn Jenny nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 6 nha. Look at page 66. Two orphans write T or F. À, các em hãy nhìn lại bức tranh trên này với cô ha. Xem là, rồi sau đó đọc những câu, 4 câu ở dưới này. Xem là câu này có đúng hay không. Nếu mà đúng thì các em điền T. Còn nếu như mà sai thì các em điền F vào nè. Cô có ví dụ number 1. Anne is younger than Lily. And she's older than Bob. Anne thì nhỏ hơn Lily. Và cô ấy thì lớn hơn Bob. Xem là có đúng không ha. Anne thì 4 tuổi, thì cô ấy nhỏ hơn Lily 5 tuổi và cô ấy lớn hơn Bob 3 tuổi. Vậy câu này là đúng rồi đúng không? Nên chúng ta sẽ điền T vào. Tương tự như vậy thì các em hãy đọc những câu còn lại rồi làm cho cô nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập này nha. Các em hãy đọc những câu còn lại rồi nhìn hình xem là câu đó là đúng hay là sai. Rồi điền T hoặc là F vào chỗ trống cho cô nha. Ở đây cô còn 3 câu nè. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô sửa bài tập này nha. Tiếp theo cô có number 2. Anne is younger than Bob and she's bigger than Lily. À, câu này là sai rồi, F. Number 3. Lily is taller than Anne and she's taller than Bob. Là đúng, 2. Number 4. Bob is older than Anne and she's older than Lily. Câu này là sai ha, F. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng của unit ngày hôm nay nha. Đó chính là bài tập số 7 nè. Write in to join two sentences. Các em hãy thêm and để nối hai câu lại với nhau ha. Rồi bây giờ cùng với cô xem ví dụ number 1 nè. The cow is bigger than the goat. The goat is bigger than the goose. À, con bò thì lớn hơn con dê. Con dê thì lớn hơn con ngỗng. Rồi, vậy làm sao để nối hai câu này lại với nhau đây ta? À, chúng ta sẽ thêm and ở giữa để nối hai câu này lại thành một câu đúng không? Vậy thì cô sẽ có câu là This cow is bigger than the goat and the goat is bigger than the goose. Con bò này thì nó to hơn con dê và con dê thì nó to hơn con ngỗng. Tương tự như vậy thì các em hãy nối những câu còn lại với nhau nha. Cô sẽ cho các em 10 giây để hoàn thành bài tập số 7 này nha. Các em hãy nhớ sử dụng liên từ and để nối hai câu lại thành một câu cho cô nha. Cô còn 5 câu chưa hoàn thành nè, hãy hoàn thành cho cô nha. Cố lên nè. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ cùng với cô sửa bài tập số 7 này nha. Tiếp theo cô có number 2. Anne is younger than Lily and Bob is younger than Anne. Number 3. Open the window and close the door. Number 4, she's a doctor and he's a policeman. Number 5, she works in a hospital and he works in a police station. Cuối cùng là number 6 nè. Jamie goes to school on Monday and he does his homework after school. Các em có làm đúng đáp án không nè? Chúng ta đã vừa hoàn thành xong unit 13 rồi nè. Các em học rất là tốt nha.
Ở unit này thì các em đã được học về những tính từ so sánh hơn, cùng với đó là liên từ and rồi đúng không nè. Các em học rất là tốt. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay của cô nha. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc hay có bất kỳ câu hỏi nào mà cần cô giải đáp thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với cô qua những thông tin ở trên màn hình này nha. Hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo nè. Goodbye.